thương nhân gì đó họ 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 chịu chi phí rồi, hoặc là mấy ông thầy đó để mà làm cái nó kêu là nó kêu là tu cái gì đó 3 4 ngày gì đó, là mấy ông thầy đó, mấy ông thầy đi theo từ các tiểu bang khác, thầy ở Cali có là như Đại Đức rồi họ đi theo trong đoàn xe đó, một xe mấy người 3 xe luôn rồi. Mà tôi nghe bà xã tôi mới kể thì mấy ông có một ông thầy bên Cali á, ổng hát chưa từng thấy, như là những người mà hát bolero hát chưa chắc vô lại ổng nữa, nó mới nghe trên xe tay vỗ tay nghe nó mùi quá hả? nghe hay quá hay, cái mấy người trên xe mấy bà già mà nói trời ơi thầy tôi thôi không mấy thầy đi thi làm ca sĩ đi, cái thầy ơi cái thầy đi tu chi gì, thầy thầy hát hay quá hay khổ cười khổ. Ổng nói trời ơi tôi làm tu sĩ ngon hơn ca sĩ, cũng vui lắm, ta nghe kể vui lắm. Sao anh muốn mà đi? đi Muốn đi thôi à, tôi không thích. Cũng có đàn ông đi mấy ngày đi mấy ngày đâu, buổi sáng đi chiều về, trời dễ rồi, dễ quá, sáng đi chiều về có tôi biết tôi kêu mày đi, mày quay nhiều cảnh đẹp lắm, cảnh chuồng cái không, không có để anh đi tự nhiên mà không có đi nhiều người mấy đi lắm bà chứ, kỳ. Người ta đi đàn ông cũng nhiều lắm chứ bộ, đàn ông nhưng mà lạ đàn ông cũng đi nhiều lắm, mà tôi tại tôi không nè chén nè thôi trời nóng này ăn với hấu nó mát mát. Nhà tôi cũng có rồi anh, tôi cũng anh nấu đủ thứ, qua bên chim mì trái cây chim bánh xèo hả? Bánh xèo ăn ba cải á. Rồi này bún nè, bún xíu xíu nào không đâu tao làm liền gì, rồi đủ mà ăn cái gì tôi đủ gì đủ mới gì đâu ăn đủ lắm. Tôi có cháu nội tôi bỏ nó tôi ra làm sao nấu cái cải ba la quá, nhỏ cháu nội nhỏ con lật luôn, con nó tùy cũng nó nhẽo quá trời đất ơi. Bà đang làm công chuyện chứ không bà nội, mà nó kêu hoài cũng bực mình, bà ra bà réo tôi vô cũng đã tôi bắt công chuyện rồi, ông mới coi nó cái gì nó năm này như lớn rồi 4 tuổi rồi, 4 tuổi rồi không có sinh nhật đó, nó nhỏ hơn cháu ngoại tôi mấy tháng nhà không mấy tháng kỳ đó đi về gặp đó là chắc cũng phải phải kỳ này chắc cũng phải về thăm bà chị quá để coi tết đi đi anh đi đi tôi định tết đi về coi mà không biết với mấy bài lúc nào nó rẻ rồi đi mua tôi thấy là trước tết nó rẻ tôi đi rồi không mời giờ nào nó rẻ thì đi chứ mình mình đâu cần tết biết gì tới tháng 12 rẻ chứ tết là thường thường cao giá hơn ừ. Tháng 12 tháng 12 nữa cái okay. Đi với tôi thấy tháng 10 nhỏ con có tháng 10 đi Nhật đi chơi hả con trai có nó đi dạ không không có đi Nhật Nhật nó đi rồi kỳ này nó đi Thái Lan đi Thái Lan Thái Lan vậy ta ghé Việt Nam ừ, không ghé ai biết đâu Thái Lan thì gần quá gần với Việt Nam quá trời đi Thái Lan với cái nước nào ở Thái Lan nữa tôi không biết đâu. Tôi nghi liền là tôi nói là tôi nói chắc trúng trên đen nó luôn mà thì tôi không nói nó sợ ghé Việt Nam hao cũng phải cho chứ giờ theo tôi đoán vậy đó chứ mình không biết mà nó còn nít mà nó nhỏ chị mê mình thì khác nó nhưng mà mình thì tôi cho vài người thân thôi chứ còn mấy người kia người ta còn giàu hơn mình bây giờ đó anh ơi bển có ruộng có đất có nhà cửa già không ruộng bển mình nó cũng khá mình kinh doanh mình mới khá khá giả nhưng mà cho mấy người thân của mình đó bên đây làm được kinh doanh mới khá mấy người kinh doanh khá và nghiêm sao vụ nghiêm sao thì bữa nó đi thôi nó gã gái phải không gã gái nó nói nó cũng mời nhóm Gò Công giống như kỳ ẩn bá mời vậy đó nhắc cũng... nghe nó mời cũng đông lắm mà 30 mấy bàn là đông lắm á cũng chỗ đó luôn hả cũng chỗ đó luôn trời ơi ở đây mà mời 30 mấy bàn đông lắm tôi là nhỏ tôi tao tao, tao nó kêu nó làm rồi tao mời 5 bàn thôi mà nó không chịu làm rồi nó mệt quá chưa chịu hả nó cực lắm tao nói vậy thôi mày dẫn gái tao luôn mẹ rồi mệt ông con dâu đó dễ thương quá chứ thôi nó cũng mệt lắm tao kệ bà không tới đâu hay tới đó Maradona đó cầu thủ Maradona cưới vợ con tới 6-7 tuổi mới là nó cưới á
Mà đám cưới của nó hả, trời ơi, máy bay mời toàn là khách chứ dữ không. Nó giàu, nó giàu quá. Hồi đó nó giàu lắm, nó nổi tiếng đó. Giàu mà nổi tiếng mà ừ. Nhưng mà giờ tao thấy ra, nhưng mà bây giờ tao coi trên mạng riết tao không tin nổi, đừng nói. Ví dụ như bây giờ nó nói coi nhiều cái mạng nó mày biết có con hoa hậu, có con gì, Lý Nhã Kỳ là coi như là hoa hậu mà vừa là doanh nhân rồi vừa này để cái làm giám khảo rồi cái đủ thứ chuyện đó. Rồi có tin nó nói hồi đó nó lấy thằng cha bí thư thành ủy Sài Gòn cha Hải đó nữa. Rồi nó là coi như là làm cái gì mà lội sang đó, thấy không? Nó già khủng khiếp, nó ở cái nhà mà lát vàng luôn á. Mà không biết có hay không, nó trời ơi, bà nói tin tới tin luôn, tao mệt quá. Nhưng mà chơi thôi. Nhưng mà tao biết nó giàu, vâng mà giàu thì giàu. Nghe chơi. Nghe chơi nhưng mà mình nghĩ có, chắc có. Có một phần nào đó thôi chứ không có. Có nhưng mà thường thường nó nói cho nó hơi ly kỳ á. Chứ làm gì không có chứ nào làm gì nó có tiền dữ vậy, phải không? Nó phải đi với chính trị, nó phải đi chính trị, nó phải có quyền. Đúng rồi, nó mới giàu dữ vậy. Thì người ta nói chính trị kinh doanh mà, nếu mà giàu mà không có chính trị á, không có quyền á, cũng không thể bệnh. Đúng, không có quyền không có làm. Không được, người ta thế nào người ta cũng xé thịt nó. Ở đó mày thấy như cha Đức, Bầu Đức nè, rồi Long An rồi toàn xé hết rồi. Xé hết là nếu mà không có quyền là nó xé hết xuống rồi. Xuống là chết liền. Thành ra kinh doanh là luôn luôn phải đi với chính trị. Mày thấy người thành công nhất hiện nay là ai biết không? Donald Trump. Donald Trump bây giờ là thành công. Bây giờ nhất. Nhiều khi cũng có nhiều cái nó khen mà mày biết tại sao. Ví dụ bên dân chủ người ta chửi hay là ta chê nó cái vụ mà nó sư bê đất là giữa cha mẹ với cái vụ đứa con. Nhưng mà có nhiều cái tao đọc tới đọc luôn thấy nó làm đúng á. Chứ như vậy cứ hàng ngày đem qua biết như Mỹ sao nuôi nổi. Ví dụ đem con qua rồi con nó ở đây, con ở đây đẻ ở đây mà bây giờ có cha mẹ nó coi gì, nghĩa là dân lậu á chị biết không, mà cứ hết người này đợt này tới đợt kia mà Mỹ phải nuôi. Thì nó bây giờ chỉ nuôi những đứa mà nó sinh đẻ ở đây, nó bây giờ công dân Mỹ thôi. Bây giờ cha mẹ tìm cách tách ra ở đây, nó phải lo cái đám. Không ơi, ở đời á, tao nói mày nghe, nó có những cái nguyên tắc mày không thể vượt qua được, mặc dù nó đúng, không thể chia con ra khỏi cha mẹ được. Nó mới tách đó, đợi rồi nó tách. Thì nó tách đó thì nó mới chết. Nó bị chửi, trời ơi, nó phải lần đầu tiên nó phải nhượng bộ đó. Thì tao mới đọc, tao mới nó phân tích hai khía cạnh nó bị chửi mà còn một khía cạnh không phải là nó làm không đúng. Bên nó làm đúng à. Mà nó cái làm nó đúng nhưng mà có những như ta nói có những cái nguyên tắc mặc dù đúng mày cũng không vượt qua được cái đó. Tao hỏi mày rất đơn giản, tại sao mày không nhốt chung cha mẹ với con? Mày tách nó ra làm chi? Con mà sao mày nhớ, con là nó thuộc về diện, nó là đã là không phải bây giờ nó nhốt được. Bây giờ nhốt là nhốt mấy cái thằng mà lại nó di dân lậu nhưng mà nó mang con qua. Thì bây giờ mày nhốt nó nhưng mà mày đừng có tách con nó ra, nuôi không nổi. Mỹ riết nó nuôi không nổi, chị biết không, nó nuôi riết rồi giờ sợ quá. Nó không học Việt Nam, Việt Nam mình đó là khi mà mày ở tù mình phải lao động. Tao lập ra một cái nhà máy may. Bây giờ mày ở tù nhưng mà mày may. Bây giờ tao lập ra một cái xưởng giấy giống như là Washington. Nhưng mà ở tù nhưng mà mày phải đi làm giấy. Tao đó ở tù đi làm chết mày. Trời đó luôn á, thành ra tụi Việt Nam đó. Mày thấy Việt Nam nó giỏi không? Ủa nên Việt Nam á là nó học hồi đó nó học ai, nó học Đức Quốc xã. Việt Nam á thì nó học những trại tập trung của Đức Quốc xã ở tù mà nhà nước không có tốn tiền. Bởi vì nếu mà ổng mà mời tao làm cố vấn cho ổng là thôi ổng hết sảy. Những gì có con Việt Nam này cũng đại mới nói là bây giờ tao cố vấn ổng có con Việt Nam mà dường như là cha nó Mỹ mẹ Việt Nam cũng làm cố vấn cho ông Trump á.
cái đầu óc của tụi Tây á, nó khác mình. Cái đầu óc của tụi Tây á, nó nói thiệt mình nó đơn giản. Ví dụ như giờ ma tiếp phải ra mấy cái trại lính á, mấy cái trại lính á, để làm tạm thời để mà nhốt tụi nó vô đó. Nhưng mà bây giờ mày biết ông Trump đợt tới này không có thắng cử nữa hay không đó, giờ tao hỏi vậy đó. Thắng nữa. Trump á, nó có một cái nguyên tắc rất là hay, bây giờ tao rành Trump không có có thể nói lại. Nguyên tắc của Donald Trump á là luôn làm vừa lòng ủng hộ viên của mình. Thành ra mày thấy mặc dù chả làm những chuyện động trời nhưng mà cái số ủng hộ viên của ổng vẫn cao. Bây giờ lên tới 70 mấy luôn nha mày. Chả tách ra ba cái số mấy cái người ấy là chả làm cho nghỉ ráo đó chị, chả coi như chả dẹp hết. Mà người ta chưa bao giờ thấy một ông tổng thống nào mà uy quyền như ổng. CIA hay là đám gì rồi mà ổng vớt lát. Tài kinh của ổng á mà ổng vừa ý ổng cái là ổng fit liền. Ổng cho nó retire. Nói vậy mình lên đây vậy cũng vậy thôi. Ai ai làm nổi, ví dụ hỏi mày Obama đâu có đủ sức để mà cách chức mấy người cha mà bộ trưởng quốc phòng hay là thứ dữ. Thậm chí ổng còn sợ mấy người cha đó nữa. Còn cha này mày thấy ổng đâu có sợ đâu. Ổng vừa ý ổng hả? Ổng đổi liền. Nhưng mà bà hôm qua kia tôi uống cà phê thì bây giờ nó mới nói chính thức luôn á. Ừ. Thí dụ như cái đợt thằng cha tướng mà thằng ông tướng luôn xin việc đó, con cha trung tá rồi đó. À. Bây giờ là nói là hồi mà lên là thiếu tướng là chỉ nhiệm chức thôi đó. Mặc dù quốc hội rồi đưa nhưng mà bây giờ là mới chính thức rồi đó. Bây giờ là nó mới nói là mới thiếu tướng chính thức của Mỹ. Hôm mấy ông nói nữa. Trời ơi, của tướng Việt Nam mịt trời đó, nghĩa là ông là giám đốc, nghĩa là chỉ huy trưởng công an phường đó là tướng rồi, đó từ đại tá là tướng, còn này mới Mỹ mà không có gì đó. Khi mà nó đã là một tướng của Mỹ rồi, cái đầu óc nó không có Việt Nam nữa đâu, tôi nói mày nghe. Không còn, không phải còn, nhưng mà mày phải thấy những cái bài phát biểu của nó. Bài phát biểu của ông đó là những bài mặc dù có bên kia nhưng mà những bài phát biểu nó vẫn có nghiêng về cái vấn đề đó. Thí dụ như nó nói về cha nó nè, hoặc là nó nói về cộng đồng là tại vì sao nó phải nói, nó nói như vậy, nó nói như vậy cũng phù hợp với cái quyền lợi của Mỹ. Nó không bao giờ phải phù hợp với quyền lợi của Mỹ. Nổi tiếng nhất là cha nào, thằng cha tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, là bây giờ chả đi làm tòa đại sứ ở bên Đại Hàn á, chả là người Nhật. Nhưng mà phân tích những cái mà ứng xử của ổng á là ổng chỉ có vì nước Mỹ thôi. Trời đó đúng chứ, phải vì nước Mỹ. Mới lên được rồi đó chứ. Mày đừng có tưởng là nó là người Việt mà nó làm tướng là nó rồi. Bởi không có một bài báo nào viết thằng có tới hai cái bằng, hai hay ba cái bằng tiến sĩ gì ra nó, chứ không phải mà mình nói rồi mà không. Nó cho lên vừa chỉ huy giỏi mà vừa bằng cấp cao nữa chứ đâu phải. Mấy này nó phải trình độ phải giữ đúng chứ đâu phải. Nhưng mà giờ tôi nói ví dụ mà cái border ở Mexico á, bây giờ nếu mà ứng xử theo kiểu ông Trump với hồi xưa tới giờ là không nổi. Bởi vì cái vùng Nam Mỹ bây giờ nó nghèo quá đi. Nó nói là thà qua đây ở tù còn sướng hơn. Nó là sao mày ngăn nó được. Cái đó là một cái vấn nan rồi. Chỉ còn có cách giống như tao nói vậy đó. Lấy một cái vùng đất trống, một cái tiểu bang, đưa tụi đó vô đó thử thách. Đó. Cho mày canh tác, lao động, sản xuất. Đó, như mày thấy ở bên Cali nè, mấy năm trước ta nghe nói thì biết không, tại sao người của mình riết rồi nó khổ, Mỹ nó qua như dân lậu qua ngoài đường kiếm chiều chở nó đi. Thí dụ chỉ có đất, có đai, có vườn rồi nó làm hết. Nó làm hết mà nó làm nặng nề làm dữ lắm, trả nó chừng 2 đồng giờ là mặn ráo. Người mình đúng không ạ? Mình sẽ thích người ta là nhiều người đã là nó di dân lậu mà nó trốn qua. Nó nghe cái ông dĩ lên đài Việt Nam, ông nói một câu cho ông nói câu đó là đúng. Ông nói người Mỹ á, nó qua đây á
là nó lấy sức lao động của nó để mà nó sống. Còn cái người ở đây mà làm biến á, không phải là người Mễ mà là người Mỹ, và thậm chí có người Việt mình, ông nói vậy đó, cái ông mới dẫn chứng. Ông nói bây giờ ông đi qua đường á, bao nhiêu chục năm nay anh thấy tụi mà nó đi xin á, có bao giờ làm Mễ mà nó đứng qua đường nó xin tiền không? Có ở Cali á, không có Mễ nào mà đi xin tiền đó. Nó qua đây là nó làm, còn đi xin tiền ở ngã tư ngã năm á, toàn là cái tụi Mỹ homeless rồi với người Việt mình không à, chứ còn người Mễ nó không có đi xin nha mày. Mà bây giờ có số Việt Nam bị trả vậy. Ông nói hay, ông nói câu đó, ông nói câu đó là tụi Mễ nó qua đây là nó đổi cái sức lao động của nó, bởi vì nó ở đây nó làm á, nó có tiền, còn ở nước của nó đó, nó sống ở đất nước của nó đó thì nó làm không đủ ăn mà nó còn bị hà hiếp. Mà nãy giờ tao nói câu rồi đó, mày đồng ý không? Bây giờ kiếm một miếng đất rộng, xây dựng nhà máy nhân công rẻ. Vậy chứ tao hỏi mày, hồi đó nước Mỹ này là hồi thời quan sơ á, cái tụi Âu Châu nó qua đây á thì nó cũng hai bàn tay trắng, nó làm ra được cái thành phố, nó cất ra được cái thành phố. Thì bây giờ mình cũng chơi cái chiêu đó đối với cái tụi mới tới. Nhưng mà mày phải nghĩ là cái tài nguyên thiên nhiên của Mỹ này nó quá quá nhiều đó, quá coi như là nó chứ không phải không. Người ta nói cái đất của nó đó tốt hơn Trung Quốc với Liên Xô cộng lại, mà cái số dân của nó đó lại có 350 triệu, trong khi cái số dân của Ấn Độ của Trung Quốc cộng lại là 2 tỷ mấy, tính luôn Ấn Độ. Nhưng mà cái đất của Ấn Độ với Trung Quốc cộng lại không tốt bằng cái đất mà Mỹ hiện nay nó đang có. Nhưng mà mày nhớ hồi đó mình học để nhất cho mày biết dân số của Mỹ là bao nhiêu không? 200 triệu. Không tới 200 triệu đâu, đâu. Mà bây giờ nó 300 mấy rồi, gần 400 rồi. Mày biết hồi đó có thằng cha đó, người Trung Quốc nhớ rồi đó, chở qua đây nè, chở qua đây 10 năm, chở nói hồi lúc chở qua đây 10 năm á, 15 năm, ở đây có 250 triệu, mà bây giờ 300 mấy, mà bây giờ á cái số tăng á lại là do cái tụi Nam Mỹ nó qua đông quá rồi nó đẻ, nó đẻ nhiều, còn người Mỹ da trắng thì nó lại đẻ ít. Nó đẻ ít. Thành ra bây giờ nó sợ gì? Nó sợ cái tụi đó đông lên. Mà mày biết bỏ phiếu mà rồi cái tụi mà đông lên là mai mốt là nó nắm quyền đó. Nhưng mà cái người thành công nhất ta thấy trong cuộc đời chính trị kinh doanh, cái người thành công nhất là Donald Trump. Ta nói mày tổng thống á, mày làm có 8 năm thôi. Nhưng mà kinh doanh của Donald Trump á, là cả gia đình á, là hết đời cha tới đời con. Mày hỏi mày chừng chả không làm tổng thống nữa. Ồ mà chả đi qua, nói thiệt mày á, Bắc Hàn nó sẽ dành cho thằng chả ưu tiên rồi xây dựng khách sạn này kia, hay là Liên Xô Putin ưu tiên, hay là Trung Quốc, bởi vì chả khôn lắm, chả đi chả thương lượng với thằng nào á. Nhưng mà bây giờ đó tao nói nghe, cái hồi mà hồi xưa luôn, cái lúc mà mình chưa hồi còn đi học đó, là lúc đó Kennedy mà bị ám sát chết á, thì tao lúc đó dường như thằng Trần Nguyễn Phước Hải chết rồi đó, là chồng của Kim Sơn á, dường như của chả của ai có một cái cuốn sách mà dịch ra, mà của cha của ông Kennedy dịch ra, và cuốn đó tao còn nhớ mãi mãi, làm thế nào để trở thành một tổng thống. Tao còn nhớ mà Kennedy là ba của Kennedy là dạy con là để làm tổng thống. Đó tao nhớ ông nói câu vậy đó, thế nào để trở thành tổng thống, dạy con là để làm tổng thống. Thì trong đó tao hồi đó mình cũng còn yếu ớt mà đọc, nhưng có những cái điều mình thấy sao nó cũng hơi hay hay, mình cũng còn nhớ thôi. Là dường như có 3 điều kiện đó, ba điều kiện nào cũng phải giàu đó. Trước tiên là phải giàu tổng thống, điều kiện thứ hai là phải giàu rồi mới bắt đầu mình sẽ làm chuyện khác được. Ba điều kiện cái gì cũng phải giàu trước đã rồi mới làm, chứ không phải ở Việt Nam mà làm chính trị nghèo rồi mới làm lớn được. Nghèo rồi lớn mới giàu,
Còn anh đây là muốn muốn làm lớn là phải phải có tiền trước đó đã. Giàu mà phải giỏi. Giàu mà phải giỏi. Cũng như thằng cha gì Humix võ ở bên Texas đó, thằng giả là dân biểu đó, dân biểu luôn. Thằng giả kinh doanh, thằng giả bây giờ cho giàu, cho giàu cho mấy kinh doanh, cho mấy cửa được dân biểu, chứ không cho thằng giả được dân biểu được. Ở Mỹ mà không có tiền mình sao lấy được. Dù cho mày học giỏi tới cỡ nào mà mày không có tiền. Nhưng mà ở Mỹ bắt đầu xuất hiện một hiện tượng lạ rồi đó. Hiện tượng lạ là ở bang nào á, con nhỏ đó đó ra tranh cử mới có 32 tuổi mà hồi đó giờ chưa có biết làm gì hết, không có tiền nữa, mà bây giờ nó đánh bại cái ông mà dân biểu mà trứ danh ở đó mà rất là giàu. Ra người ta ngạc nhiên, cái tiền tranh cử của ông kia đó là cả mấy chục triệu, còn tiền tranh cử của nó đó có 100,000-200,000 đô à, sao mà nó đánh bại ông được. Nhưng mà mày phải nghĩ cũng như thằng Kỳ tờ báo lâu lắm rồi, cha cao quan ấm là luật sư ở Louisiana, thằng trả ra dân biểu liên bang để đánh bại cái thằng cũ nó mới vừa bị Ford, vừa bị Ford là tới cái đợt tranh cử, thằng trả chưa có cái gì uy tín đó, trả vừa nộp đơn vô là trả đợt đó trả thắng có đợt thôi là rớt liền, thắng có đợt là rớt liền, không bền, dân báo nó phân tích không có bền, không bền, không bền, tại vì cái thằng kia nó giàu nhưng mà nó bị dính dân cái dính nhiều cái lỗi lầm của nó đó, dân ta đưa ví dụ như bây giờ nè mà dính cái vụ mà ấy là chết rồi, dính cái vụ mà Me Too là chết, mày thấy biết bao nhiêu người danh bại thân bại danh liệt không, dù vụ Me Too thậm chí phải đi tới tự sát nhiều cái mình thấy. Nhưng mà tao thích ông Trung quá, tao nghiên cứu cuộc đời của ông này, tao thích ông quá. Công nhận. Lúc đầu chửi dữ lắm, mà ông này cá tôi ta chung rồi. Mà tao cũng không ngờ ông ta không bị rồi. Cái rồi chạy biết không, cá tôi phía ông Trung thế nào cũng thắng mình, nghĩa là tất cả các báo mình coi đều phân tích rồi, ông này. Ông muốn nói, ông muốn nói gì cũng nói à. Đúng không? Báo bây giờ mày qua cái thời ông Trung mày mới thấy, qua cái thời ông Trung mày mới thấy á. Báo phe phía à, thì ông chửi CNN là CNN là chắc chắn là phải chửi ổng, chửi quá trời cái chửi ổng, thành ra ổng rành quá rồi nào. Vậy mình thấy thí dụ như mình sống ở đây thì theo như mình ở đây có nhiều người họ kỳ cục lắm, tôi thấy mình nghe để mình hiểu thôi, chứ không phải mà kệ ai chửi người nào đó chửi nói kệ đó, nhưng mà mình phân tích để mà mình tìm hiểu ai đúng ai sai, chứ không phải là mình thấy thì mình thích thì mình theo, mình thích thôi, chứ giờ sinh đây là sức tự do. Mình hiểu thì cái đó mình có lợi, còn họ mình sở dĩ mình mạnh là nhờ mình hiểu, còn nếu bây giờ mình không hiểu thì mình đâu có phán đoán tình hình chính xác được. Ông này ta học được ổng nhiều chiêu hay lắm rồi. Bây giờ cả thế giới học ổng á. Ổng đánh chiêu á. Người ta khen ổng cái vụ ổng là coi như kẻ thế giới đó. Ví dụ Bách Trường Thiên. Ổng là người duy nhất. Nhưng mà Bách Triều Tiên mấy cái gì ta hỏi mày nghe. Mấy người ta ghét. Bách Triều Tiên cũng phục vụ cho cái cuộc tranh cử sắp tới của ổng thôi, chứ ổng không có. Tao hỏi mày nè, bây giờ á ổng nhượng bộ mà bữa nay ổng nói về mai ổng nói khác thì ổng đâu có phải như người ta, mà ví dụ mà người ta giữ lời hứa, người ta nhượng bộ mày là người ta luôn luôn giữ lời hứa đâu, ổng đâu có giữ lời hứa luôn, mà cái chuyện nhượng bộ của ổng có giá trị. Bữa nay ổng nói với mày vậy đó, mai cái ổng nói khác, cho thằng cha này tiệt đọc chiêu vậy đó. Ví dụ bây giờ anh chả nói không có tập trận nữa, cái đó là war game tốn kém, nhưng mà hỏi mày chừng chả giận cái chả tập trận mày làm gì chả. Ví dụ như Iran đó, cái gì của Obama làm anh chả dẹp hết, có nghĩa là anh chả không ai hiểu anh chả như thế nào hết.
anh chả giấu, giống nói bà tẩy rất là hay. Nhưng mà bây giờ, ta hỏi mày, nhiều cái báo đài nó không thích thằng trả được chùa hưởng một phần cái kinh tế Mỹ nó sôi lên trở lại chút là một phần của Obama đó, chứ không phải là trả giỏi đâu. Rồi sao có đợt mày mà sao nữa thì mới biết, tại vì khi một hai nhiệm kỳ tới nhiệm kỳ Obama xuống rồi thì cái vấn đề cái vận động hành cái kinh tế nó còn, thì nó muốn cái đó cái gì nó còn thì nó cũng phải có một thời gian nữa, còn ổng muốn làm giỏi nữa thì ổng mới tiếp tục theo. Cha này hay lắm rồi ơi, không phải là chả cũng nói về kinh tế thì đồng ý chả thừa hưởng, bởi vì kinh tế Mỹ đang ở thế kỳ đó, đúng không? Nó căng thì cái nào chả hưởng, điều đó là đúng. Nhưng mà mày đừng nói về chuyện kinh tế, mày nói về những chiêu thức khác đi, thì thằng chả là cái người làm cho cả thế giới phải nhức đầu mà phải thán phục. Mày thấy sáu nước Âu Châu bà Merkel chống tay cự ổng này kia rồi không? Cũng được, mày bắt tao ra tiền cho Bắc Đại Tây Dương, tao phải ra quân giữ an ninh cho mày, mà cái buôn bán mày lại lời nhiều quá, trong khi tao lại lợi ích. Cũng được, bây giờ phải thì bây giờ không là mày có theo dõi xây cái bức tượng ngăn chặn chưa? Giờ xây được chưa? Chưa được. Bởi vì ổng là quyết định rồi phải xây đó. Ổng là ông lên, ổng nói 100% muốn xây mà. Bên tụi dân biểu nó đồng ý cho ổng cái số tiền 250 mấy tỷ á, nhưng mà ổng nói không đủ, ổng nói không đủ. Mà hồi trước khi mà ổng nói chuyện xây á, mình là dân thường, mình đâu có biết là hiện nay đang có một cái dòng tị nạn mà từ Nam Mỹ nó đổ vô rần rần, đúng không? Chừng mà nó làm rồi á, ầm ĩ lên á, mình mới biết rõ ràng là ở cái border ở Mexico á, là cái nơi mà dân tị nạn nó bất cứ giá nào nó cũng tràn vô Mỹ. Và cái vấn đề đó nó mới bộc phát lên, chứ hồi thời Obama cái vấn đề đó nó ếm, mình đâu có biết. Nó ếm. Nhưng mày có coi, tao coi YouTube mấy lần tao gặp á. Thì nó có một cái làng đó là của cán bộ ở bên mấy anh trai Việt Nam mua đó.